Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 128, chương 824, Vạn Vật Mẫu Khí Ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sang rồi chậm rãi gật đầu. Sư đệ nói phải. Thông Thiên Giáo Chủ nói: Sư huynh, nhìn dáng dấp toàn bộ thiên giới có rất nhiều hỗn độn ma rót vào hỗn độn khí đó. Tất cả chư thần này có lẽ... Sư đệ không cần phải lo lắng, sư bá cũng đã tìm được biện pháp đối ứng. Chỉ là bởi vì không biết thiên giới ẩn giấu bao nhiêu tiểu thần bị rót vào hỗn độn ma khí. Việc cần kiếp trước mắt chính là diệt trừ những tiểu thần này, để tránh bù trừ lẫn nhau, diệt hỗn độn ma tạo thành phiền toái. Sư huynh, người nói không sai. Ở bên kia, Tiểu Thất một trưởng bức lui Đế Tôn, còn đợi thừa thắng truy kích thì đằng sau bỗng nhiên có tiếng gió sắc bén đánh tới. Một đạo kình phong cực kỳ sắc bén trực tiếp bổ tới chỗ hiểm của hắn. Hiển nhiên là Nam Cực Đế Tôn đã xuất thủ. Cảm thụ thấy công ác liệt đằng sau lưng, ánh mắt của Tiểu Thất trầm xuống, trong tay cầm đả thần tiên thình lình xuất ra một vệt kim quang bổ ra, sau đó cùng kình phong tàn nhẫn đụng vào nhau. Ầm một tiếng, lực lượng cuồng bạo bộc phát, Tiểu Thất lui về phía sau tiếp lấy kim quang. Thân ảnh của Nam Cực Đế Cô Tôn từ từ bắn ra, khuôn mặt giễu cợt nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Chống cự vô vị, hỗn độn ma khí cũng không phải là tầm thường, linh lực làm sao có thể chống đỡ được. Những công kích này căn bản là không thể đột phá hỗn độn ma khí trong cơ thể của chúng ta đâu. Tiểu Thất ánh mắt lãnh đạm nhìn Nam Cực Đế Tôn chậm rãi. Đúng vậy, thực lực của bản thân ta yếu hơn các ngươi, hơn nữa cũng không có cách nào chống đỡ hỗn độn ma khí. Nam Cực Đế Tôn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Người đầu hàng đi, như vậy ta sẽ để cho người chết thông khoái một chút. Các người có muốn biết tại sao Lục Áp đại quân lại đưa ta đến thiên giới hay không? Tiểu Thất gật gật đầu, con người đen nhánh nhìn chằm chằm hai Đế Tôn. Bọn họ cũng hơi nhíu mày, trong lòng không biết từ đâu xông lên một nỗi bất an. Đó là bởi vì ta là nhân tuyển có 102 để đối phó với hỗn độn ma đó. Câu nói này thờ ơ, nhẹ nhàng trong miệng Tiểu Thất truyền ra. Hai người Nam Cực Đế Tôn sắc mặt kịch biến. Trong lúc bọn họ đang kịch biến đó, hồng quang ngút trời từ trong cơ thể của Tiểu Thất tràn ra. Sau đó trên bầu trời hóa thành một đạo màu đỏ trống rỗng, trong đó có một đạo bóng dáng màu đỏ. Đây là vạn vật mẫu khí. Bọn Nam Cực Đế Tôn nhìn bóng đỏ khổng lồ kia, bọn họ sắc mặt lúc này xuất hiện kinh hãi, thậm chí ngay cả âm thanh kia cũng trở nên sắc bén. Bọn họ ỷ vào trong cơ thể của mình có hỗn độn ma khí, bình thường rất khó để xóa bỏ ma khí của bọn họ, lúc này mới sống lâu tại thần giới như vậy. Đương nhiên đây là suy nghĩ của bọn họ mà thôi. Bất kỳ người nào ở trong tam thanh cũng có thể diệt chết tứ đại thần tôn. Thế nhưng hỗn độn vạn vật mẫu khí này cũng đủ sức để đem toàn bộ hỗn độn ma khí trong cơ thể bọn họ mạt sát. Làm sao có thể? Vạn vật mẫu khí không phải là huyền hoàng sao? Làm sao lại là màu đỏ? Gương mặt của Đế Tôn bởi vì kinh hãi mà vặn vẹo,
Sau đó hắn không nhịn được gầm lên, bộ dáng như vậy lại không có ổn định bình hòa như trước. Lão đạo ở trong bóng tối dự định xuất thủ hỗ trợ tiểu thất, khi thấy cái bóng màu đỏ khổng lồ kia, trong mắt cũng lóe lên vẻ khiếp sợ. Khó trách Lục Áp đạo quân lại đem tiểu thất đến thiên giới để đối phó với hỗn độn ma. Đó là bởi vì trong cơ thể của tiểu thất có vạn vật mẫu khí. Vạn vật mẫu khí trong cơ thể tiểu thất là màu đỏ là bởi vì nó quá mức nồng đậm. Vạn vật mẫu khí, thứ này sinh ra từ trong hỗn độn, có thể tịnh hóa vạn vật thế gian, kể cả là hỗn độn ma khí. Khả năng Lục Áp đạo quân đã sớm biết trong cơ thể tiểu thất có thứ này. Tiểu thất cũng dùng hỗn nguyên đạo quả mới phát hiện ra lực lượng này ẩn giấu rất sâu trong cơ thể. Lúc trước không phát hiện được, có lẽ là vì thực lực của hắn không có cường đại đến mức có thể khống chế được vạn vật mẫu khí. Tiểu thất nhìn bóng dáng khổng lồ, hướng mắt nhìn hai người đang kinh hoàng, nở một nụ cười. Bây giờ các ngươi còn phách lối được không? Lập tức thủ ấn biến ảo, cái bóng đỏ màu rực rỡ kia cánh tay cũng di chuyển. Trong thời khắc không gian vụn vỡ, một loại uy áp đáng sợ lặng lẽ tràn ngập. Trong tay cái bóng đỏ dần dần ngưng tụ ra một đại ấn sáng chói. Tiểu thất vẫy tay một cái, đại ấn này bay đi, trôi lơ lửng ở giữa lòng bàn tay, xoay chậm chậm. Vạn vật mẫu khí ấn. Hai người đế tôn kia thấy bóng đỏ trong tay của tiểu thất kết ấn, một loại tâm tình cực kỳ sợ hãi tràn ngập cả sâu trong linh hồn. Ầm một tiếng, ba động dị thường tràn ngập cả không gian. Nguyên bản linh lực cuồng bạo kia bắt đầu rung chuyển, gặp phải vạn vật mẫu khí từ từ tiêu tán. Bởi vì vạn vật mẫu khí này là từ hỗn độn sơ khai, từ trong vũ trụ mênh mông hình thành đầu tiên. Tiểu thất chân đạp hư không, hư ảnh màu đỏ trên đỉnh đầu trợn hai mắt hướng thẳng về bọn đế tôn. Tiểu thất khuôn mặt cười nhạt, trong tay vạn vật mẫu khí bộc phát sáng chói. Không trách bọn Nam Cực đế tôn lại thất thố như vậy, toàn bộ trong thiên địa chính thần có thể vận dụng vạn vật mẫu khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như tiểu thất là như vậy, sau này nhất định là những thần lợi hại nhất ở trong thiên giới. Lục Áp đạo quân, Nữ Hoa nương nương chính là những thượng cổ đại thần này. Bọn họ sở dĩ được là thượng cổ đại thần bởi vì bọn họ có khả năng vận dụng vạn vật mẫu khí. Vạn vật mẫu khí là vô cùng cường đại, cho nên hai đế tôn thấy tiểu thất ở trên người mang vạn vật mẫu khí ấn, tâm tình trong lòng vô cùng đảo lộn. Tiểu thất cúi đầu, cặp mắt của hắn phơi bày ra màu đỏ ngầu quỷ dị, bình tĩnh ngưng mắt nhìn hai người Nam Cực đế tôn. Hai tên này tê dại cả da đầu, trong lòng sợ hãi giống như từng đợt sóng lớn kinh thiên tràn ra. Tiểu thất khẽ mỉm cười. Tình huống như thế này các người muốn đi sao? Vạn vật mẫu khí ấn, một ấn chấn thiên. Ầm một tiếng, kèm theo tiếng nói của tiểu thất, lập tức hồng ấn ở trong tay bỗng nhiên xoay tròn. Nó từ từ trở nên khổng lồ, hướng hai người đế tôn kia tàn nhẫn mà áp xuống. Bọn họ nhìn như là hỗn độn ma khí vô cùng cường hãn, giờ khắc này lại vô cùng yếu ớt. Bọn họ tay đỡ trên đỉnh đầu, kinh hãi nhìn vạn vật mẫu khí ấn đang áp dần xuống. Tiếng kêu thảm thiết còn không cả vang lên, trực tiếp hồn phi phách tán. Tiểu thất thu hồi lại vạn vật mẫu khí ấn, lẩm bẩm: cần gì phải cường ngạnh? Nếu như lúc trước đã rời đi thì tại sao phải rơi vào thế cục như vậy? Bất quá dù sao sớm muộn gì các người cũng phải chết. Chết sớm hay chết muộn cũng như vậy thôi. Ngay đúng lúc tiểu thất chuẩn bị rời đi thì ánh mắt lại đông lại, nhìn về hư không quát lên: người đi ra đây. Ai, tiểu hữu đừng tức giận, lão đạo không phải cố ý nhìn lén đâu. Vô danh lão đạo thân ảnh từ từ xuất hiện, chân mày của tiểu thất cau lại. Lão đạo, ta đã đánh thua cờ, sự tình đáp ứng với ông, nhất định ta sẽ làm. Ông đi theo ta làm gì? Ai, ta chưa có đi theo người, ta ở tầng trời thứ 28 thế đánh nhau mới đến xem một chút à. Ông nói như vậy, nghĩ rằng ta có tin hay không? Tiểu thất khinh bỉ nhìn vô danh lão đạo, lão lúng túng cười một tiếng.
Tiểu hữu, người cứ tiếp tục đại náo thiên công đi, ta đi trước nha. Đi nhanh lên một chút, đừng ở chỗ này ngứa mắt, về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt ta đó. Vô Danh lão đạo bĩu môi lẩm bẩm. Tuổi không lớn lắm, tính khí còn không nhỏ à. Chương 825, Lạc Thiên Thành. Tiểu Thất liếc Vô Danh lão đạo, lão già này rõ ràng chính là Thái Thượng Lão Quân, còn ở trước mặt mình giả bộ hồ đồ. Tốt lắm, nếu như ngươi muốn giả bộ thì ta lại càng hồ đồ cho ngươi hơn. Rời khỏi chỗ này, Tiểu Thất tiếp tục đi đường, không biết đi đã bao lâu, rốt cuộc dừng lại, dương mắt nhìn một mảng bình nguyên đỏ ngầu trước mắt, là man hoang. Tùy ý có thể thấy những bộ bạch cốt âm u, những bộ xương khổng lồ ở trong ánh tà dương còn phát sáng, làm cho người ta cảm giác một loại áp lực rất lớn. Tiểu Thất chưa bao giờ đặt chân lên thiên giới, nhưng không biết thiên giới cũng giống như nhân gian, có sơn, có thủy, có hoang mạc. Ở trên bầu trời thỉnh thoảng có những âm thanh xé gió vang lên, ánh mắt của bọn họ đều ở trên dừng lại trên người Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng nghi ngờ nhìn bọn hắn, không biết những thần tiên này đi đâu. Tiểu Thất suy tính hồi lâu, bước chân chậm chạp. Ngay bước khi đặt chân lên hoan man hoang, hắn cảm giác được một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều bao phủ. Loại cảm giác này nó giống như là bị một hồng hoang cự thú đang nhìn chằm chằm. Trong lòng cảnh giác, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Trong phút chốc, khóe miệng của Tiểu Thất hơi nhếch lên. Khu vực càng nguy hiểm, trong lòng của hắn càng hưng phấn kích động. Nếu như muốn trải nghiệm, cũng có thể đặc biệt đối phó với những thần tiên kia. Tuy nói thiên giới thần tiên, khẳng định có rất nhiều thần tiên bị hỗn độn ma rót vào hỗn độn ma khí, nhưng hắn vẫn không thể tìm ra hết. Nghĩ đến đây trong lòng cũng khó chịu. Ở thiên giới một ngày bằng nhân gian một năm. Hắn ở thiên giới càng lâu, trong lòng càng cô độc, càng nhớ vợ con ở nhân gian. Đi được nửa đường, Tiểu Thất cũng gặp phải một nhóm người lớn đang gào thét đi qua, mang theo bụi vàng cuồn cuộn. Bất quá bọn họ cũng tựa hồ không có phát hiện Tiểu Thất. Ở lần này đi đường, Tiểu Thất cũng phát hiện mảnh hoang mạc hoang vu này an tĩnh như trong tưởng tượng, ngược lại lại mang theo khói lửa chiến tranh nồng đậm. Có lẽ nơi này chính là vùng đất hỗn loạn nhất của thiên giới. Nơi này thiên giới không thể nào với tay được. Thời gian đang đi trên đường nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Tiểu Thất vẫn còn đi trong hoang mạc, thấy một tòa thành lớn sừng sững xuất hiện trong tầm mắt. Ở dưới tàn dương, loại này bình nguyên không đầu không cuối, đỏ rừng rực. Tiểu Thất xếp bằng ở bên một đống lửa, tĩnh tọa một chút. Trong phút chốc, một đại đội nhân mã lại ầm ầm chạy qua. Tiểu Thất vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ không chú ý đến mình, ai ngờ những người này đi qua chưa đầy mấy chục thước liền quay người ngựa trở lại. Tiểu Thất từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm một đám người. Một đại hán dẫn đầu cưỡi một con ngựa lớn, đầu có cái sừng dài, uy phong. Đại hán một đầu tóc đỏ rực, ở giữa mi tâm có một đạo vết sẹo kéo từ trên trán xuống tận khóe mép, nhìn qua có mấy phần kinh khủng. Bất quá loại cục diện này đối với Tiểu Thất cũng không hề có một chút uy hiếp. Ngươi là ai? Đại hán mở miệng hỏi. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn thẳng vào hắn không trả lời. Ở bên cạnh đại hán có một thư sinh nhắc nhở. Đại ca, hắn có thể là vừa mới gia nhập vào mãn hoang cổ ngục đó. À, chúng ta gần đây cùng Lạc Thiên Thành thế lực quan hệ cũng rất căng. Chỉ cần người tới tay rồi, người nói. Đại ca, nhân thủ chúng ta cần. Hắn tuổi còn trẻ, tu vi không cao, đến lúc đó cũng không có bao nhiêu sức lực. Chúng ta còn phải nuôi hắn. Ê, như vậy là thua thiệt đó. Lão nhị, lão tam lúc hình thần câu diệt đã nói gì, ngươi còn nhớ không? Đại hán nghiêng đầu nhìn nam tử. Thư sinh kia trong mắt lóe lên sát ý, nghiến răng nghiến lợi. Tam đệ lúc chết nói nhìn người không thể là nhìn tướng mạo. Tiểu Thất nghiền ngẫm đám người kia đang trò chuyện, nhìn bộ dáng đại hán là loại hữu dũng vô mưu, thư sinh ở bên cạnh hắn có lẽ là quân sư. Bọn họ nếu như muốn báo thù, bây giờ đang rất cần người, muốn Tiểu Thất để theo bọn họ. Tiểu Thất khẽ cau mày. Lúc trước đại hán nói, tuy nói âm thanh rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe rõ, tựa hồ như đây là hoang mạc, thức ăn rất khó chiếm được.
Hơn nữa, nơi đây có một cái gì đó tên là Hồng Hoang Cổ Ngục. Nghe một chút, chỉ có lẽ là nơi nhốt phạm nhân. Lúc này thư sinh nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu tử, có phải là ngươi mới bị đánh vào Hoang Cổ Ngục này không? Tiểu thất lắc đầu một cái, chậm rãi nói: ta không phải bị đánh vào Man Hoang Cổ Ngục, mà là ta tự mình đi tới đó. Tự mình đi tới, làm sao có thể? Một đám người vây quanh tiểu thất, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thế vậy tiểu thất nghi ngờ, không lẽ tới đây khó lắm hay sao? Hay là có kết giới? Nhưng tiểu thất lúc bước vào hoang mạc cũng không có cảm giác được kết giới tồn tại. Không lẽ vừa đặt chân vào đây, cái vẻ không khí sơ xác tiêu điều đó chính là... Tiểu tử, ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi làm sao đi vào? Ngươi đừng nói là tự mình đi tới, ta nói cho ngươi biết, đây là Man Hoang Cổ Ngục, là trọng địa nhốt trọng phạm của thiên giới, không ai tự ý muốn đi vào cả. Tiểu thất lông mày nhướng lên, chẳng lẽ chỗ này rất nguy hiểm sao? Đương nhiên là rất nguy hiểm, ở đây tùy thời có thể bị hình thần câu diệt đó. Tiểu tử, nhìn ngươi lẻ loi đi một mình rất khó tự vệ, ngươi có nguyện ý gia nhập đội chúng ta hay không? Chúng ta nói tuy không phải thế lực mạnh nhất trong Man Hoang Cổ Ngục, nhưng cũng chưa có thế lực nào nguyện ý đắc tội chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể đoạt được Lạc Thiên Thành thì có cơ hội rời khỏi Man Hoang Cổ Ngục đó. Rời khỏi Man Hoang Cổ Ngục cùng Lạc Thiên Thành có quan hệ gì? Sau mười mấy phút, tiểu thất đã hiểu Lạc Thiên Thành, Man Hoang Cổ Ngục. Thì ra Man Hoang Cổ Ngục chính là nơi nhốt những trọng phạm tại thiên giới. Chỉ cần đi vào thì cơ hội đi ra rất nhỏ. Muốn đi ra phải đoạt lấy Lạc Thiên Thành, bởi vì Lạc Thiên Thành có một đường đi rời khỏi Man Hoang Cổ Ngục. Nhưng những thế lực trong Man Hoang Cổ Ngục rất rắc rối phức tạp. Lạc Thiên Thành bị tứ đại thế lực của Man Hoang Cổ Ngục nắm trong tay. Những người khác muốn rời khỏi nơi này phải cần một con đường, chỉ là giết tới. Tiểu thất không có bất cùng bất kỳ thế lực nào trong Man Hoang Cổ Ngục dính líu quan hệ, nhưng muốn ra ngoài thì cũng không thể không làm như vậy. Bất quá tiểu thất cũng không chút hoang mang, những người trước mắt này thực lực mà nói cũng rất bình thường. Hắn căn bản cũng không cần mất công sức mấy là có thể để cho bọn họ hình thần câu diệt. Nhưng tứ đại thế lực ở Lạc Thiên Thành, nghe ngữ khí của đại hán kia thì tuyệt đối là cái loại không hề đơn giản. Man Hoang Cổ Ngục đã có quy định, Lạc Thiên Thành cơ bản đều là do tứ đại thế lực nắm trong tay, những người khác căn bản là không có cơ hội đi ra. Nghĩ đến đây, tiểu thất hướng bọn đại hán lắc đầu, từ tốn nói: bây giờ ta không có ý định theo một thế lực nào cả. Nếu như sự tình đúng như lời các ngươi nói, ta tự biết phải làm thế nào. Đại hán cười mở miệng: tiểu huynh đệ, ngươi xem thường chúng ta sao? Tiểu thất nghiêm túc gật đầu: là như vậy đó, thực lực của các ngươi trong mắt ta chỉ là một đám cặn bã thôi. Lời này vừa nói ra, đám người vây quanh tiểu thất ánh mắt lạnh lùng, thư sinh ánh mắt âm lãnh, trong lời nói mang theo dao kiếm. Ngươi phải cân nhắc kỹ, nếu không... Này, các ngươi hơi quá rồi đó. Tiểu thất chậm rãi đứng dậy, có một cỗ khí tức làm cho đám người kia sợ hãi từ từ lan tỏa. Những con vật cưỡi của bọn họ hoảng hốt hí lên. Bọn đại hán thần tình ngưng trọng nhìn tiểu thất, ánh mắt không có khinh miệt như lúc trước mà là lộ ra tia sợ hãi. Bởi vì loại khí tức này bọn họ chỉ thấy những người cầm đầu ở Lạc Thiên Thành mới có. Đây là loại khí tức làm cho bọn họ tuyệt vọng. Chương 826: Cứu người phần 1. Đoàn người đại hán gương mặt đỏ như là mặt heo, thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này bọn họ cũng không dám phách lối như lúc trước, nếu không rất có thể sẽ hình thần câu diệt. Cả người tiểu thất khí thế vừa thu lại, miệng nhếch lên một nụ cười, khẽ nói: bây giờ các ngươi còn muốn thu ta hay không? Đại hán cùng thư sinh nhìn nhau một cái, trong mắt vẻ kinh hãi còn chưa tiêu tan. Phút chốc, thư sinh chắp tay cung kính: tiền bối xin lỗi. Tiểu thất khoát tay: đi đi, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu. Đà tạ tiền bối. Đại hán rốt cuộc mới hạ được xuống, thở hắt một hơi nhẹ nhõm, phất tay
những người còn lại vội vàng quay ngựa muốn rời khỏi đây. Nhưng vật cưỡi dưới chân bọn họ không dám nhúc nhích, thậm chí còn muốn nằm rạp xuống đất. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, từ tốn nói: "Đi đi, những con ngựa này đều là thông linh." Bọn họ cho rằng Tiểu Thất lúc trước nói là để cho những người này đi, chứ không có bao gồm bọn chúng. Vì vậy chúng nó không có dám động. Tiếng vừa dứt, tiếng hí vang lên, đám ngựa quay người chạy như điên. Tiểu Thất đứng tại đây, đợi ngày tiếp theo mặt trời lên cao, hắn mới tiếp tục lên đường. Ở bên ngoài Lạc Thiên Thành, đêm qua Tiểu Thất gặp phải đoàn người, chính là đang nổi giận đùng đùng cùng đối mặt với một đội ngũ dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể động thủ. Đối diện với bọn họ là không ít châu bò rắn rết tụ lại, cờ hiệu phiêu động, hiển nhiên là những thế lực bất đồng của Lạc Thiên Thành. Lúc này những người này tựa hồ đang vì ai có thể được đi vào Lạc Thiên Thành đang đưa ra những thỏa thuận với nhau. Đương nhiên thỏa thuận của bọn họ chính là động thủ. Lối ra khỏi man hoang cổ ngục chỉ có thể là từ tử thi chất thành đống mà xây lên. Thư sinh đứng ở phía sau, còn có một thiếu nữ nhu nhược, vóc người thon nhỏ tựa ở vách tường, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, cặp mắt tràn đầy kinh khủng, nhìn nam tử đối diện đã cụt một tay. Ánh mắt tuyệt vọng, nhưng từ sâu trong đó lại là cừu hận. Lúc này, nam tử cụt tay, đem đại đao ở trên lưng kéo xuống, chỉ thẳng vào thư sinh quát lên: "Tam quỷ thư sinh, ta khuyên các ngươi giao nàng ra, nếu không một khi xuất thủ, các ngươi nhất định toàn bộ thân tử đạo tiêu." Tam quỷ thư sinh phe phẩy quạt trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử cụt tay, khuôn mặt không có quan tâm. "Ê, cụt một tay lộ mãng, chúng ta mặc dù là thiên giới trọng phạm, nhưng khi dễ nhỏ yếu không được đâu. Cũng chỉ có những xúc sinh các người mới có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy." Nam tử cụt tay khóe miệng nhếch lên châm chọc: "Không nghĩ tới tam quỷ thư sinh vậy mà cũng muốn bảo vệ bọn yếu đuối, xem ra các ngươi chính là muốn nuốt một mình sao?" Thì ra bọn họ lần này đối mặt không phải là để vì ai có thể tiến vào Lạc Thiên Thành đi tranh đoạt tư cách ra khỏi man hoang cổ ngục, mà là bởi vì nữ tử yếu nhược đang tựa vào vách tường kia. Đại hán nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử cụt tay, hắn rất muốn động thủ, nhưng nhìn đến thiếu nữ nhu nhược đằng sau lưng cũng không nhẫn tâm. Ở trong lòng của hắn minh bạch, một khi nếu như động thủ, bọn họ cũng không bảo vệ được thiếu nữ này. Một hồi lâu, thư sinh kia nói: "Nam tử cụt tay kia, ngươi nói điều kiện gì mới để cho chúng ta rời đi?" Nam tử cụt tay đưa một ngón tay ra nói: 10.000 linh thạch sao?" 10.000 linh thạch? Ngươi cho rằng chúng ta là ăn mày à?" Nam tử cụt tay ánh mắt đông lại hung tợn. Lập tức bên kia thư sinh nói: "Ngươi đừng có khinh người quá đáng, nếu như đánh các ngươi cũng không chiếm được lợi thế đâu." "Vậy thì thử một chút." Lập tức ở trong tay chỉ xuống, một cỗ huyết khí phun trào, mặt đất xuất hiện một cái rãnh dài. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm nam tử cụt tay cả kinh: Người vậy mà đột phá đến thông thiên cảnh?" "Đúng đó, chỗ này là ngày giỗ của các ngươi." "Ta nói cô gái này cho ta được không?" Trong lúc hai phe chuẩn bị đánh nhau, đột nhiên một âm thanh bình thản vang lên. Mọi người giật mình ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía cổng Lạc Thiên Thành. Ở nơi đó có một đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn đại hán và thư sinh thấy thân ảnh này cho là chuyện này ổn, nhưng bọn nam tử cụt tay thì không nghĩ như vậy, bởi vì trông Tiểu Thất lúc đó tuổi còn rất trẻ. Nam tử nhìn sang thanh niên này lên nhướng mày: 1.000.000 linh thạch, các người có lấy không?" Khóe miệng của thư sinh giật giật một cái. Người này lực ngược lại cũng quá đáng. Tuy nói ở man hoang cổ ngục rất hiếm nữ tử, nhưng hiển nhiên không có khả năng đắt tới trình độ như vậy. Tiểu Thất từ cổng thành đi tới, cười híp mắt nhìn nam tử cụt tay: "Ta vừa mới vào man hoang cổ ngục, trên người không có một đồng, xác thực là cần không ít linh thạch.
Bằng không các ngươi cho ta 1 triệu vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Bất quá cũng có người nhạy bén, ánh mắt híp lại, nhận ra được bầu không khí không đúng. Người thanh niên xa lạ này không lẽ không biết nam tử cụt tay là tay chân của tứ đại thế lực? Lúc trước khả năng thì không biết, nhưng bây giờ nam tử cụt tay đã đột phá đến thông thiên cảnh. Trong những ánh mắt cổ quái, nam tử cụt tay sắc mặt dần dần thay đổi, rất khó coi. Ở trong mắt hùng quang lóe lên, đám lâu la của hắn trong tay cũng rút dao, rút kiếm. Xem ra là đến đây tìm chết đây. Nam tử cụt tay cười một tiếng. Khuôn mặt của hắn nhếch lên, giờ phút này so với những kẻ kia còn khó coi hơn. Đại ca, giết hắn đi, giết hắn đi. Một nam tử gầy gò đứng đằng sau quát lên. Tiếng của hắn vừa quát, những người đằng sau nhất thời gằn lên, linh lực hùng hồn bạo phát. Bọn thư sinh bên kia sáng suốt lui về đằng sau. Sau đó khuôn mặt hài hước nhìn chằm chằm thằng cụt, ở trong lòng rất thoải mái. Bọn họ chỉ mong Tiểu Thất cho cái thằng cụt kia hình thần câu diệt. Tiểu Thất nhìn đám người đằng đằng sát khí xông tới, chỉ là lắc đầu thở dài, quay lại nhìn cô gái. Một lần nữa nhìn mấy thằng cụt, trong mắt dần dần tỏa ra sự lạnh lùng. Hắn từ từ đưa tay, cách không túm một cái, một cỗ linh lực bàng bạc tỏa ra, trực tiếp thành một bàn tay khổng lồ đập thẳng xuống mấy thằng cụt. Ầm một tiếng, âm thanh vang lên, những thân ảnh sát khí đằng đằng kia nhất thời bắn tung cả ra ngoài. Làm sao có thể? Âm thanh kinh hãi vang lên truyền ra. Những người kia đang xem kịch vui nhịn không được lui về đằng sau. Người thanh niên trước mắt với thực lực này đã có thể tính là những một trong những người mạnh nhất trong man hoang cổ ngục. Nam tử cụt tay chật vật bò dậy, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Người định giết ta sao? Tiểu Thất hướng về phía tên cụt cười một tiếng, thân hình khẽ động đến bên cạnh hắn, bàn tay khoác lên bả vai hắn, một cỗ linh lực khổng lồ lao thẳng vào trong cơ thể của hắn. Phốc một tiếng, cái miệng của tên cụt ộc máu tươi, ở trong mắt tỏa ra sát ý. Tiểu Thất chép miệng, cười cười nhìn tên cụt. 1 triệu linh thạch đó, thiếu một viên, ngươi chết. Ngươi... Nhìn dáng vẻ ngươi không đồng ý đúng không? Nếu như vậy, ta để cho các ngươi hình thần câu diệt. Lời còn chưa dứt, bàn tay của Tiểu Thất ấn lên ngực hắn. Thân thể của tên cụt giống như đạn pháo bắn đi, đập ầm ầm xuống đất. Ở khu vực này vang lên một mảnh tiếng nuốt nước bọt run rẩy. Chương 827, cứu người phần 2. Đám người đứng xem, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Tiểu Thất nhẹ nhõm một trường, vậy mà đem cường giả cảnh giới thông thiên đánh văng cả ra ngoài. Thật ra thì lúc Tiểu Thất bùng nổ, bọn họ cũng không có dám tin tưởng. Tiểu Thất tuổi còn trẻ như vậy, không thể nào có thực lực siêu nhiên như thế. Nhưng một màn trước mắt tàn nhẫn vả thẳng vào mắt họ, không thể không tin. Thiếu nữ dựa vào vách tường, nhìn một màn này cũng bị dọa cho hết hồn. Thân thể run lẩy bẩy, nhìn thanh niên mặt bình tĩnh, trong mắt có một loại cảm giác làm cho động lòng người. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, chậm rãi. 1 triệu linh thạch, thiếu một viên, chết. Đám người bọn tên cụt tay ánh mắt nguội lạnh như tro tàn. 1 triệu linh thạch, bọn chúng căn bản là không có. Nếu như lúc trước nói số lượng ít một chút, có lẽ còn làm được. Thế nhưng, đây cái hố này chính là bọn họ đào ra. Tên cụt tay bị Tiểu Thất một trưởng đánh văng ra ngoài, còn chưa có bò dậy nổi, thoi thóp nằm trong vũng máu, tùy thời có thể toi mạng. Lúc này, cửa của Lạc Thiên Thành tự nhiên mở ra, một thân ảnh mặc cẩm bào từ từ đi ra. Thân ảnh này xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn là... Một số người nhíu mày, lẩm bẩm. Không nghĩ đến man hoang cổ ngục còn có cường giả đến bậc này. Nhìn bên ngoài, người này lên kỷ cũng chỉ độ 26-27, bất quá khí thế của cả người lại không kém tên cụt tay một chút nào.
Ở trong mắt mọi người, người này so với Tiểu Thất giống như là rất có khoảng cách. Hắn đi tới trước mặt Tiểu Thất, mỉm cười nói: Tiểu huynh đệ mới ra vào nhập man hoang cổ ngục không lâu, nhìn thực lực của ngươi không tệ. Nếu không vào Lạc Thiên Thành thần mục giản, nó không chừng có thể lên đến thống lĩnh đó. Cái gì? Hắn là người của thần mục giản? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Tiểu Thất mỉm cười: Người có tư cách sao? Chỉ là một người mới ở bên ngoài Lạc Thiên Thành nói với ta như vậy, không khỏi là coi Lạc Thiên Thành chúng ta không vào trong mắt sao? Thanh niên lạnh lẽo nói. Hắn cố ý vặn vẹo Tiểu Thất, hiển nhiên là muốn đưa Tiểu Thất vào vị trí đối địch với Lạc Thiên Thành. Bất quá hiệu quả này cũng không cao. Tiểu Thất là mới tới, nhưng thực lực cũng có thể để cho người ta không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt chỉ có đứng trong bóng tối mà nhìn. Giờ phút này ở bên ngoài Lạc Thiên Thành đã trở thành một nơi để cho mọi người chú ý. Tiểu Thất khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ta nói, ngươi không có tư cách. Ta tin cho dù ta giết ngươi, thế lực trong Lạc Thiên Thành cũng không dám tùy tiện đối phó ta, bởi vì bọn họ không nắm chắc. Mọi người ở đây lại một lần nữa biến sắc, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt âm trầm của thanh niên kia, trong lòng càng cả kinh. Chẳng lẽ là hắn nói thật? Mặc dù tứ đại thế lực ở Lạc Thiên Thành cũng không có nắm chắc đối phó với bọn thanh niên cụt tay. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối địch sao? Ngươi sẽ phải hối hận đó. Thần mục giản ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Tiểu Thất, âm trầm nói. Tiểu Thất nhún vai, không có đưa đẩy, không tiếp tục để ý, quay đầu vẫy vẫy thiếu nữ, sau đó quay người rời đi. Hắn không vào thành. Thần mục giản ánh mắt lóe lên cũng không ngăn trở. Những người xem náo nhiệt nhìn chằm chằm thiếu nữ và Tiểu Thất nhìn thêm một chút. Thần mục giản sắc mặt trầm xuống, tiếp theo nhất định sẽ có trò hay để xem. Đột nhiên Tiểu Thất dừng tay, quay đầu nhìn một đám người cụt tay kia, ở trên mặt hiện lên một nụ cười. 1 triệu linh thạch, 5 ngày nữa ta chờ cổng thành, nếu như không đến, tự chịu hậu quả. Dứt lời, bước chân không dừng lại, trực tiếp rời đi. Tiểu Thất mang thiếu nữ đi ra một khoảng, dừng lại bước chân hỏi, nhà ngươi ở đâu? Thiếu nữ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo thần sắc không tưởng tượng nổi. Tiểu Thất lắc đầu, lặp lại một lần câu hỏi. Một hồi lâu, khuôn mặt của thiếu nữ ửng đỏ. Tạ ơn đại nhân cứu mạng. Đừng nói cảm ơn, nói cho ta biết, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về. Nàng suy nghĩ một hồi, đưa tay chỉ ra một tòa nhà lẻ loi trơ trọi trước mắt. Đó là nhà của ngươi? Tiểu Thất hỏi. Thiếu nữ gật đầu. Tiểu Thất mang thiếu nữ đi đến căn nhà. Đi qua độ vài chục phút, hai người tới căn nhà. Thiếu nữ vươn ngọc thủ khẽ gõ cửa một cái, bên trong không có tiếng trả lời. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tiểu Thất nghi ngờ. Ngươi làm cái gì? Nàng hoạt bát cười một tiếng. Ta còn một gia gia, nửa tháng trước người nói muốn vào Lạc Thiên Thành, bây giờ còn chưa có về đâu. Hôm nay ta muốn tìm người, còn chưa vào Lạc Thiên Thành đã rơi vào tay đám người cụt tay. Người biết bọn họ là ai sao? Đúng vậy, bọn họ liên tục ở trong man hoang cổ mục bắt người, cho nên ai cũng sợ. Nàng gật đầu. Đại nhân, ta tên là Bồng Bồng. Gia gia của ta đã đặt cho tên ta là Bồng Vũ đó. Bồng Vũ, nghe cái tên rất êm tai đó. Tiểu Thất mỉm cười. Cô là một tiểu cô nương, tại sao lại đến man hoang cổ ngục? Ta lớn lên đã ở đây, cho tới bây giờ chưa từng đi ra ngoài. Vậy cha mẹ cô đâu? Bồng Vũ ánh mắt ảm đạm, tâm tình trùng xuống. Ta chơi cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy cha mẹ. Ta nghe gia gia nói bọn họ vừa sinh ra ta đã bị người ta giết chết. Ê, ta xin lỗi. Đại nhân, xin mời vào. Bồng Vũ đưa Tiểu Thất vào nhà. Nhìn bộ dáng trong nhà, Tiểu Thất thở dài. Căn nhà không lớn, nhưng nhìn thấy ngoại trừ trên tường treo một cây cung, chính là một tấm da thú dài trên mặt đất, ngoài ra cũng không có vật gì khác. Bồng Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét đỏ, nhẹ giọng. Đại nhân, nhà của ta rất nghèo.
làm phiền ngươi. Tiểu Thất khoát tay, trong lòng của hắn có nghi ngờ tại sao thần tiên lại thành bộ dáng như thế này. Thời gian này đau khổ so với những người khổ lao thời cổ đại cũng không khác bao nhiêu. Bồng Vũ, các người có cần đồ ăn không? Nàng gật đầu. Ra ra cách nửa tháng sẽ ra ngoài đi săn một lần. Nếu như vận khí tốt, có thể săn được một yêu thú lớn, đủ cho chúng ta ăn rất lâu. Gần đây không biết là vì chuyện gì, nhưng yêu thú đột nhiên biến mất. Ra ra không còn cách nào mới đi vào trong Lạc Thiên Thành. Tiểu Thất thở dài, chậm rãi. Cô muốn đi ra ngoài sao? Đại nhân, người nói... Ánh mắt của Bồng Vũ sáng lên, có chút kích động nhìn Tiểu Thất. Hắn là ai đây? Nàng ở nơi này đã vài chục năm, đã sớm chịu đủ mọi loại sinh hoạt vất vả. Nếu như có thể ra ngoài, nàng cầu còn không được. Trong phút chốc, ánh mắt của nàng lại ảm đạm. Đại nhân, ta nghe Gia Gia nói muốn ra khỏi Man Hoang Cổ Ngục, nhất định phải đánh bại tất cả mọi người ở Lạc Thiên Thành. Tiểu Thất cười nhạt. Cái này cô không cần lo, ta tự có cách. Ta đưa cô vào trong Lạc Thiên Thành tìm Gia Gia của cô, sau đó chúng ta rời khỏi Man Hoang Cổ Ngục. Gia Gia của ta, liệu người có còn sống? Bồng Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 828 Thần Mục Giản phần 1. Tiểu Thất cũng không biết nên an ủi Bồng Vũ như thế nào. Đối với hắn mà nói, trước đây chỉ có Vương Lão Đầu. Hắn cũng không biết mình trưởng thành như thế nào. Huống chi hắn còn là đệ tử Mao Sơn, một chữ tình chỉ có thể trở ngại việc tu hành. Ở trong phòng cùng Bồng Vũ một phút chốc, Tiểu Thất nói với Bồng Vũ hắn phải chuẩn bị đi Lạc Thiên Thành. Thế nhưng bọn họ vừa mới ra ngoài, ở phía trước đã truyền đến tiếng ầm ầm, cờ hiệu bay phiêu động tản ra khí huyết kinh khủng. Bồng Vũ mặt còn đang nở nụ cười vui mừng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, khuôn mặt trắng bệch, ở trong con người hiện lên nét hoảng sợ. Theo cờ hiệu ầm ầm, nàng biết đội ngũ tới kia. Hơn nữa xem ra tình huống này, mục tiêu của đội nhân mã này chính là bọn họ. Tiểu Thất nhếch miệng nở một nụ cười. Quả thật cũng tới. Đây là đội ngũ của Thần Mục Giản. Bất quá, ngoại trừ người của Thần Mục Giản, cũng không thiếu người đến xem náo nhiệt. Đại nhân, thật xin lỗi. Hay là... Bồng Vũ nghiến răng cắn môi, cặp mắt to ẩng ngẩng nước. Nàng biết rõ sự tình sẽ như vậy, tất cả là bởi vì Tiểu Thất đã xuất thủ cứu nàng. Nếu như Tiểu Thất xảy ra điều gì ở đây, nàng nhất định sẽ áy náy vô cùng. Tiểu Thất khoát tay một cái từ tốn. Cô đừng có tự trách. Bọn họ chính là mục tiêu ta lập uy ở Lạc Thiên Thành. Một trận gió thổi qua sa mạc, cát vàng bay chuyển, thế nhưng không thổi tan được bầu không khí đang ngưng động này. Đây chính là kẻ đã khiêu khích Thần Mục Giản cao thủ. Còn trẻ như vậy sao? Nghe nói đến loại thực lực này, trừ phi là Thần Mục Giản đưa người tới, nếu không thì không ai bắt được hắn. Ai, Thần Mục Giản là cường giả như thế nào, lại để cho một thanh niên tầm thường như vậy khống chế sao? Nhất định là các ngươi nhìn nhầm rồi. Xem lại một chút chứ. Vô số ánh mắt đều hướng lên thân ảnh kia, chợt xì xào bàn tán. Trước đây không lâu, ở bên ngoài Lạc Thiên Thành đã phát sinh chuyện này, đã sớm truyền ra bên ngoài. Ngươi chính là thanh niên nhân đã khiêu khích Thần Mục Giản. Âm thanh vang lên, đội ngũ phía trước, một song đầu giao long, ở trên đang có một hắc bảo nam tử đang cưỡi, từ từ ngẩng đầu lên. Cặp mắt làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Ngươi chính là đội trưởng của Thần Mục Giản. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào hắc bảo nam tử, cười một tiếng. Thật ra thì ta biết ngươi sẽ đến. Hắc bảo nam tử ánh mắt lạnh lẽo, ở trên mặt hiện lên một vệt châm chọc. Ngươi nếu biết như Thần Mục Giản sẽ đến, vậy tại sao ngươi không trốn? Tiểu Thất cười một tiếng. Nếu như tao đoán không lầm, tên cụt một tay kia hẳn là người của Thần Mục Giản. Nếu không, Thần Mục Giản ở Lạc Thiên Thành cao quý, là người của một trong bốn đại thế lực, hẳn lại không thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Ta bên ngoài Lạc Thiên Thành là mất mặt Thần Mục Giản,
Các ngươi nhất định sẽ đến tìm ta. Tên Cụ Tay là người của Thần Mục Giản. Còn nữa, ta đến đây để trừng trị ngươi đó. Ngươi kiến thức nông cạn. Đây là tam đương gia của Thần Mục Giản, một thần tu vi rất lợi hại. Nghe nói ở trong Thần Mục Giản cũng chỉ có lão đại của Thần Mục Giản mới có thể đè đầu cưỡi cổ hắn một chút. Lợi hại như vậy sao? Hắc bào nam tử không nói gì cả, từ tốn. Vậy ta đánh người của Thần Mục Giản không lưu lại một ít đồ, vậy cũng không quá thích hợp đúng không? Xin nhường đường đi. Tiểu gia thật ra bây giờ rất là bận, không có nhiều sinh khí đâu. Các người còn có thể sống được đó. Ánh mắt của hắc bào nam tử lạnh lùng. Hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí thế bàng bạc bộc phát, cười lạnh. Tiểu tử, mặc dù ngươi là người qua đường, bất quá bản sự của ngươi cũng không yếu, nhưng chỉ đến đây là kết thúc rồi. Khó trách, bị nhốt ở man hoang cổ ngục lâu như vậy, thì ra là trong đầu ngươi có vấn đề. Ngươi có thể trấn áp được mấy tên kia, nhưng đừng có hù dọa ta. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi hình thần câu diệt. Tiểu thất nhìn nam tử áo đen kia mỉm cười, chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đi, mặt đất đều rung động. Nam tử áo đen cười lạnh. Ở trong man hoang cổ ngục, thậm chí ai cũng đều thích giết chóc tàn sát. Cũng bởi vì như vậy mới bị thiên giới chúng thần nhốt ở đây. Cho dù như vậy, tính tình của bọn họ cũng không thay đổi. Từ trong xương tủy bọn họ đã ngấm vào sự chết chóc. Nam tử áo đen không tin một người thanh niên tầm thường như vậy lại lợi hại. Hắn chính là tam đương gia của Thần Mục Giản, đã từng giết qua không biết bao nhiêu cao thủ cảnh giới thông thiên. Đây chính là nguồn tự tin của hắn. Bồng Vũ khẩn trương nhìn hai bên, khuôn mặt tràn đầy lo âu. Một khi tiểu thất xảy ra chuyện, cục diện của nàng cũng sẽ rất thê thảm. Mặc dù tiểu thất ở bên ngoài Lạc Thiên Thành đánh ngã một tên Cụt Tay cảnh giới thông thiên, nhưng trước mắt là tam đương gia của Thần Mục Giản, là cường giả cảnh giới thông thiên thượng tầng. Ở trong mắt hắn, căn bản là không đủ nhìn. Tiểu thất mỉm cười nhìn nam tử áo đen. Lần này dùng ngươi để lập uy vậy, ở man hoang cổ ngục thì không thể vây khốn được ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Thần Mục Giản làm mất mặt. Lần này ta sẽ cho ngươi phải trả giá. Lời còn chưa dứt, bàn tay của nam tử áo đen nắm chặt, linh lực cuồn cuộn đánh tới. Nhìn khí thế tấn công mạnh mẽ này, nhưng khi đến gần tiểu thất 3 mét lập tức tiêu tán. Có một chút bản sự. Nam tử áo đen quát lên một tiếng, linh lực cuồng bạo gào thét. Thân ảnh của hắn dưới tiếng sấm chớp rền vang xuất hiện ngay trước mặt của tiểu thất. Ở trong tay, một thanh trường thương ngưng tụ bằng linh lực vạch ra một độ cong đẹp mắt, nhanh như tia chớp bao phủ những yếu điểm quanh người của tiểu thất. Nhưng thân hình của tiểu thất vẫn không có nhúc nhích. Một hồi lâu, nam tử áo đen thu tay lại, cười lạnh nhìn chằm chằm. Đột nhiên, một lời nói làm cho thân thể của hắn run lên. Hắn nhìn người phía trước lại phát hiện bóng người đang từ từ tiêu tán, chỉ là tàn ảnh. Nam tử áo đen lui về đằng sau, nhưng đã muộn. Tiểu thất bàn tay nhẹ nắm chặt lại, linh lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, túm lên nam tử áo đen ở trong tay, làm cho mọi người tê dại cả da đầu, phát ra một tiếng vỡ vụn. Tam đương gia của Thần Mục Giản trực tiếp bị tiểu thất bóp cho tan xác, mưa máu rơi đầy trời, ngấm xuống cả đất sa mạc. Chân hồn của hắn muốn chạy trốn, sát ý trong mắt của tiểu thất lóe lên, thân hình đột ngột di chuyển, lòng bàn chân dẫm mạnh. Còn chuột mà còn dám đùa với mèo, người chán sống. Bàn tay nhỏ của Bồng Vũ bây giờ mới buông lỏng ra, khuôn mặt hiện lên một nụ cười như chút được gánh nặng. Tam đương gia của Thần Mục Giản vậy mà bị giết, làm sao có thể? Những người xem náo nhiệt kia chỉ cảm thấy lạnh cả người. Từ trên lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, họ hốt hoảng lui về đằng sau. Người của Thần Mục Giản lại đơn giản bị thanh niên này giết chết như vậy. Nam tử áo đen hình thần câu diệt. Tất cả những người còn lại của Thần Mục Giản đều hoảng hốt, muốn bỏ trốn. Tiểu thất cười lạnh. Muốn trốn sao? Ta đã đồng ý chưa?
Một tiếng vang thật lớn, linh lực như sóng dập dờn, một bàn tay khổng lồ từ trên trời lại ép xuống. Một đám cường giả của thần mục giản ầm ầm nổ tung. Ở nơi đây trong chốc lát nồng nặc mùi máu tanh. Trong tiếng xôn xao đầy trời, tam đương gia của thần mục giản cùng với mọi người mang theo toàn bộ bị đánh cho hồn phi phách tán, không chừa một mạng. Man hoang cổ ngục vạn năm, thần mục giản chưa từng gặp tổn thất lớn như vậy. Chỉ sợ là những người điều khiển thần mục giản thần bí kia cũng phải ra mặt. Nghĩ đến đây, rất nhiều người xem náo nhiệt lại kích động vô cùng. Tiểu thất cũng vốn không phải là người thích giết chóc, đối với những người này chỉ là chấn nhiếp cho vui một chút. Chương 829, thần mục giản, phần 2. Đi thôi. Tiểu thất tới bên cạnh Bồng Vũ, nghênh đón ánh mắt sùng bái. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phất phất tay. Nào, đi nào. Bồng Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu thất thấy vậy cũng không nói gì. Mục tiêu của hắn đã đạt được, cũng không nói thêm. Bây giờ chuẩn bị đi vào Lạc Thiên Thành. Hắn biết rõ ở bên trong Lạc Thiên Thành nhất định cũng có người bị hỗn độn ma rót vào hỗn độn ma khí. Nếu không, hắn đi tới nơi đây tất nhiên sẽ có người ngăn trở hắn. Nếu như vậy, đại náo thiên cung sẽ bắt đầu từ đây. Nếu như đem man hoang cổ ngục này thả hết toàn bộ ra ngoài, thiên giới nhất định sẽ đại loạn. Đây chính là mục đích mà bọn họ Thái Thượng Lão Quân muốn thấy, cũng là nguyện ý đưa mình đến. Bước vào trong Lạc Thiên Thành, tiểu thất cảm giác được một cỗ áp lực, tựa hồ như có ánh mắt quét qua bọn họ. Xem ra thời gian tồn tại của Lạc Thiên Thành so với man hoang cổ ngục còn lâu hơn. Ở bên trong Lạc Thiên Thành tồn tại một số nơi đặc thù, tỉ như là Phong Nguyệt Cung. Ở nơi này cũng khó trách, chung quy đây là man hoang cổ ngục, nữ nhân không nhiều. Những vị thần tiên yêu quái bị giam ở đây dĩ nhiên là tu luyện. Những vị này không có giống như những thần tiên tu luyện ở thiên giới, đều là tranh cao thấp, từ bỏ thất tình lục dục. Tiểu thất kéo đồng Bồng Vũ đi được chưa đầy trăm bước, hai người bị một nữ tử mặc hở hang chặn đường. Nữ tử này tóc dài búi lên, đeo một ít đồ trang sức, một thân áo trễ ngực, quần ngắn, một cái khe thật sâu in hẳn vào tầm mắt của tiểu thất. Vị tiểu ca này, ngươi là người mới? Nữ nhân này trong mắt lóe lên xuân sắc cám dỗ, nhẹ giọng hỏi. Tiểu thất kia híp mắt, nghiêng đầu một chút, phát hiện ở gian lầu các còn có không ít nữ tử mặc quần áo khoe khoang hở hang như vậy. Ánh mắt mang theo mị lực nhìn ra bốn phía. Sau đó tiểu thất đánh giá những nữ tử này, gật đầu. Không biết tại sao ta lại đi vào đây, coi như là ta mới tới đi. Nữ tử mỉm cười đầy xuân tình nói. Tiểu ca thật là thú vị. Vạn năm từ trước đến giờ, tất cả thần tiên bị ném vào man hoang cổ ngục đều là phạm vào đại tội. Chưa từng nghe nói có ai không biết vì sao mà lại đến. Chẳng trách, có rất nhiều thần muốn ra tay với chúng ta. Khuôn mặt của nữ tử hớn hở. Đó là chắc chắn rồi. Man hoang cổ ngục mấy trăm năm nay không có ai mới vào. Tỷ tỷ ta rất đơn giản, không biết tục danh của tiểu ca là gì. Là Vương Tiêu Kỳ. Nguyên lai là Vương ca ca. Lời nói thay đổi rất nhanh, ánh mắt quyến rũ nhìn vào, thậm chí ngực còn cọ cọ vào tay của tiểu thất cám dỗ. Vương ca ca, nếu như vào trong man hoang cổ ngục này thì hưởng thụ sinh hoạt thật tốt, không chừng một ngày nào đó sẽ hồn phi phách tán. Nếu như không đi vào đây cùng chị em chơi đùa thì thật là phí đó. Tiểu thất thổn thức, những người này chỉ sợ là sau khi tu luyện tới thiên giới, phát hiện ra sinh hoạt khó khăn mới tự mình hạ giới, sau đó bị bắt nhốt vào trong man hoang cổ ngục. Từ khi đến đây liền bắt đầu hưởng thụ cái loại sinh hoạt này, hoặc là có lẽ tự cam đọa lạc mình thành như thế này. Nàng lại nói, tiểu ca, ta nói cho ngươi biết, ta lúc đầu cũng là một kỳ tài thiên phú tu luyện dị bẩm đó, ai ngờ lên thiên giới, ở man hoang cổ ngục lại làm một cái công việc bán thân như vậy. Tiểu thất sau khi hiểu liền thở dài. Ngươi vì sao lại vào man hoang cổ ngục?
Còn vì sao ta phạm vào thiên điều? Dựa xe theo thời gian chênh lệch ở nhân gian độ hơn 1000 năm trước, ta bị một ma đầu đánh lên thiên giới. Chúng ta những ngày tu luyện này đều không chịu nổi cô đơn, đại náo thiên cung. Ma đầu bị thiên giới thần tôn phong ấn, những người đại náo thiên cung cũng bị ném vào trong man hoang cổ ngục để tự sinh tự diệt. Thì ra là như vậy. Tiểu thất trợn mắt thấp giọng: các người có muốn đại náo thiên cung một lần nữa không? Nàng nhíu mày cười nói: xem ra tiểu ca cũng không phục thiên giới. Tiểu thất giang tay: đúng vậy, ta đã sớm nhìn ngứa mắt bọn thiên giới thần tiên, những kẻ làm bộ làm tịch. Ta nói không lâu ta đã ăn một hỗn nguyên đạo quả, lại đem ta đánh vào man hoang cổ ngục. Người đã ăn được hỗn nguyên đạo quả? Ánh mắt của nữ tử khó tin nhìn tiểu thất. Thấy vậy, tiểu thất giả bộ hồ đồ gãi đầu: sao, hỗn nguyên đạo quả là không được ăn sao? Có thể ăn, chỉ là những tiểu thần của như chúng ta thật sự là không thể ăn được. Nàng nhẹ giọng: tiểu ca, người nhất định thật sự là muốn đại náo thiên cung sao? Nếu như người có biện pháp ra ngoài, ta sẽ đi cùng. Tiểu thất nói: không phải nói là Lạc Thiên Thành có lối đi ra khỏi man hoang cổ ngục sao? Đường thì có, nhưng cơ bản đều là phải chém giết mới ra được. Nếu như không đủ tu vi thì không thể. Nghe vậy, tiểu thất từ tốn: cái này ngươi yên tâm, ta nghĩ bằng một tu vi của ta, ở trong man hoang cổ ngục này không ai có thể địch lại được. Tiểu ca, ngươi thật biết nói đùa, tuổi ngươi còn trẻ mà tu vi cao như vậy sao? Trước khi vào thành, ta vừa tiêu diệt tam đương gia của thần mục giản đó, sau đó tiện tay giết luôn tất cả nhân mã mà hắn mang theo. Lập tức cô nương kia trợn con mắt, nghi hoặc nhìn tiểu thất: đội ngũ của thần mục giản ra khỏi thành là đi đối phó ngươi? Đúng vậy. Được, nếu như tiểu ca đã nói như vậy, ta đơn thuần không ngại cùng ngươi đại náo thiên cung một lần. Nói xong, nàng dừng một chút: tiểu ca thật sự không đi vào đây chơi đùa sao? Tiểu thất một đầu đẻ hắc tuyến bĩu môi: ta không có hứng thú. Ai, tiểu ca đừng có tuyệt tình như vậy mà. Ngươi nói ta đều theo ngươi đại náo thiên cung, ngươi đi vào đây chơi đùa một chút cũng được mà. Nàng không ngừng cọ sát cánh tay của tiểu thất. Tiểu thất thu tay lại: ta không có hứng thú. Còn nữa, ngươi nói hết cho ta biết, từ nơi này có thể rời khỏi man hoang cổ ngục làm thế nào? Một cách nhanh nhất đi, thời gian của ta không nhiều. Được rồi, cách không xa đây có một cái quán trọ, ngươi tới chỗ đó chờ ta, buổi tối ta tìm ngươi. Được, đừng có gạt ta đó. Hay, thật là một tiểu ca không hiểu phong tình. Nàng bĩu môi than đôi câu, sau đó quay người đi vào trong tòa lầu cát. Tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu: người biết gia gia của cô ở trong Lạc Thiên Thành chỗ nào không? Bồng Vũ lắc đầu một cái. Tiểu thất thở dài: ai, rộng như vậy cũng rất khó tìm đó. Đại nhân, nếu như không có cách nào cũng không cần tìm. Gia gia của ta khả năng cũng đã hình thần câu diệt rồi. Tâm tình của Bồng Vũ cũng trùng xuống: xem một chút đã, không thể trễ nải thời gian chúng ta rời khỏi man hoang cổ ngục. Bồng Vũ xin nghe theo đại nhân. Đi tới quán trọ trước mặt là xây dựng theo bộ dáng cổ đại. Ông chủ là một nam tử vóc dáng mập mạp, một thân tu vi cũng không thấp. Cái này cũng bình thường, nếu không làm sao có thể lăn lộn ở Lạc Thiên Thành mở ra một quán trọ. Ở bên ngoài Lạc Thiên Thành, cách mấy ngàn dặm trong hoang mạc, đầy những yêu thi gầy nhom nhem, ở dưới ánh mặt trời chói chang tản ra từng trận hôi thối. Những con yêu quái này, máu tươi toàn bộ đều bị hút khô, đến cả yêu linh cũng không còn. Trong những thi thể này, có một đạo thân ảnh già nua đang kéo một thi thể khô đét gian nan đi tới. Hắn chính là gia gia của Bồng Vũ. Nửa tháng trước, lão đi vào Lạc Thiên Thành, phát hiện ra một ít bí mật, sau đó nguy hiểm tính mạng chạy đến đây. Lão còn sống hay không không có vấn đề gì, nhưng vì Bồng Vũ, lão không thể chết được. Chương 830, Thần Mục Giản, phần 3. Lão cảm giác đại sự ở Lạc Thiên Thành, không chỉ là Lạc Thiên Thành mà còn khắp cả thiên giới. Đương nhiên đây cũng chỉ là lão suy đoán, thế nhưng trong các loại cảm giác này bộc phát, thậm chí hoài nghi
thiên giới không biết ở bên ngoài có còn tồn tại hay không. Chỉ cần lão không có chết, lão sẽ cố gắng để cho Bồng Vũ có cơ hội sống tiếp. Bồng Vũ là hy vọng của lão, tuyệt đối không thể để nàng chết. Ở bên trong Lạc Thiên Thành, Tiểu Thất mang theo Bồng Vũ đến quán trọ. Bồng Vũ nhìn thấy thức ăn được bưng lên, không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu Thất mỉm cười, ăn đi, ăn no sẽ đi tìm gia gia của cô. Đa tạ đại nhân. Dứt lời, Bồng Vũ ăn như là hổ đói, nhìn bộ dáng của nàng có lẽ là quá đói. Tiền ở trong man hoang cổ ngục là linh thạch. Tiểu Thất mặc dù không có linh thạch, nhưng hắn chính là dám ăn quỵt. Hắn đối phó với người của thần Mục Giản chính là có thể ở Lạc Thiên Thành tự do hành tẩu đi lại. Hơn nữa giống như con cua, ta đi thì là ta phải đi ngang. Thằng nào chặn ta, ta cắp một trận. Một hồi lâu, mặt trời ngả về Tây, một đạo thân ảnh thật dài chiếu tới. Chính là không có khách khí chút nào, ngồi đối diện Tiểu Thất, bưng nước trên bàn uống. Trong phút chốc, nữ nhân lúc chiều nhẹ giọng, Tiểu ca, ngươi chuẩn bị cướp đường đi ra khỏi man hoang cổ ngục sao? Tiểu Thất tử tốn, sao? Ngươi hoài nghi lời ta sao? Không phải là hoài nghi, mà ngươi đã đắc tội với thần Mục Giản. Ta đi cùng với ngươi rất dễ bị thần Mục Giản coi là kẻ thù. Ngươi cũng biết đó, như vậy rất nguy hiểm. Ta đã nói rồi, thần Mục Giản không nằm trong mắt ta. Ngươi đừng có nói ẩu như vậy. Ngươi giỏi lắm. Đột nhiên một đạo tiếng quát chói tai vang lên. Theo đó là một trận kình phong trực tiếp đem cái bàn trước mặt của Tiểu Thất đánh cho nát bấy. Ba người chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy một thanh niên 23-24 tuổi đang nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn. Hắn sải bước đi lên quát, vừa rồi người nào ở đây nói liên thiên vậy? Ánh mắt của hắn quét nhìn ba người, cuối cùng dừng lại ở trên người Tiểu Thất, nhếch miệng, là ngươi. Lời của hắn còn chưa dứt, Tiểu Thất một chưởng đấm vào bụng hắn, trực tiếp đánh văng tên này ra ngoài, nhưng không có rơi xuống đất, ngược lại bay lơ lửng giữa không trung. Kỹ nữ kia nhìn thấy mặt mũi của thanh niên này liền biến sắc. Tiểu ca, hắn chính là con trai của người khống chế thần Mục Giản. Nếu như hắn xảy ra chuyện, người và thần Mục Giản ắt là sẽ chết không thôi đó. Tiểu Thất nghiến răng hờ hững. Dù là đứng đầu thần Mục Giản đến, ta cũng vẫn giết hắn như thường. Lời này nói ra, vốn những người chưa có rời đi lại ngồi không yên, đứng dậy tránh xa Tiểu Thất một chút. Cánh tay của Tiểu Thất vung lên, đem thanh niên này ném ra ngoài, đập ầm ầm lên vách đá. Cút đi, bây giờ ta không muốn giết người. Nếu như muốn báo thù, tùy thời đến, ta sẵn sàng đón tiếp. Thanh niên đau khổ rên rỉ kêu lên, sau đó chật vật bỏ dậy, chật vật rời đi. Kỹ nữ kia mím môi, Tiểu ca, chi bằng ngươi giết hắn đi. Vì sao? Ngươi vừa rồi cũng nói, người của thần Mục Giản khống chế, ngươi cũng dám giết. Dù sao, ngươi và thần Mục Giản quan hệ cũng đã căng thẳng rồi, giữ lại hắn chỉ tăng thêm những phiền toái không cần thiết. Ta chưa bao giờ sợ phiền toái. Được rồi, ngươi lợi hại, ngươi nhất. Kỹ nữ kia nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Thất lắc đầu như vậy, che miệng cười một tiếng. Ước chừng qua nửa giờ, Tiểu Thất nói với kỹ nữ, mang ta đến đường đi rời khỏi man hoang cổ ngục đi. Ba người rời khỏi quán trọ. Ông chủ từ sau quầy đi ra, như chút được gánh nặng, nhìn bóng lưng của Tiểu Thất. Hắn mở một quán trọ như vậy cũng rất vất vả, nếu như mà bị đập phá, thật sự không biết là bắt đền ai. Đường phố của Lạc Thiên Thành rất rộng. Kỹ nữ đưa bọn Tiểu Thất quẹo trái, quẹo phải, rốt cuộc dừng lại trước một tòa tháp. Nàng chỉ tháp cao, đây chính là lối đi ra khỏi man hoang cổ ngục. Là một tòa tháp sao? Tiểu Thất kinh ngạc. Tiểu ca, đừng xem thường tòa tháp này. Nếu như người biết tên của nó, e rằng sẽ vô cùng khiếp sợ. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Người nói xem. Nàng nhìn về phía tòa tháp, ánh mắt mang theo sùng kính. Trong phút chốc, nàng chậm rãi. Tòa tháp này là Hồng Quân Tháp, chính là Hồng Quân lão tổ tiên thiên pháp khí đó. Đây là Hồng Quân Tháp. Điều này cũng làm cho Tiểu Thất giật mình, không nghĩ tới man hoang cổ ngục đường ra lại chính là Hồng Quân Tháp. Nếu như đây là Hồng Quân Tháp vậy thì dễ rồi. Lúc đang nói chuyện,
Tiểu Thất chậm rãi đi ra, cảm nhận được một tầng kết giới. Bàn tay ấn lên trên kết giới, dễ dàng phá nó. Thấy vậy, kỵ nữ nói: Ngươi làm sao mà nhẹ nhàng đã phá được kết giới? Tiểu Thất nhíu mày: Nó khó lắm sao? Đương nhiên là khó. Muốn phá kết giới yêu cầu tu vi siêu nhiên. Ngươi... Nàng cả kinh: Chẳng lẽ tu vi của ngươi đã siêu thoát thiên địa? Đối với những phân chia thực lực kia, ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng cái gì mà thông thiên cảnh trong mắt ta cũng chỉ là kiến hồi thôi. Đơn thuần hít sâu một hơi, Tiểu Thất khôi phục lại. Sau đó kỵ nữ kia vui mừng: Nếu như Tiểu Thất có thể có tu vi siêu thoát thiên địa, bọn họ muốn rời khỏi chỗ này sẽ rất đơn giản. Căn bản là không cần cùng người khác liều mạng. Khó trách Tiểu Thất lại nói không biết vì sao lại đi tới đây. Người có tu vi này kết giới xác thực không ngăn được. Kỵ nữ nói: Tiểu ca, nếu như ngươi thật sự có tu vi siêu thoát, thật ra thì không dùng nơi này ly khai, chỉ cần đến một địa phương gần kết giới là có thể phá được kết giới. Vì sao? Ngươi không biết, tứ đại thế lực của Lạc Thiên Thành đều có tu vi siêu thoát thiên địa, bọn họ cũng dễ dàng rời khỏi đây. Bọn họ sở dĩ trông coi Hồng Quân Tháp chính là muốn lấy tài nguyên đó. Ai mà muốn đi ra ngoài liền phải xin với bọn họ. Ta nghe nói tứ đại thế lực cho người ta chém giết, đến cuối cùng ai có thể thắng thì có thể ra ngoài. Bất quá ra ngoài, trước khi ra ngoài thì cần phải tặng một món lễ vật lớn cho tứ đại thế lực. Lễ vật gì? Ta cũng không rõ, trong khi ta bây giờ cũng chưa từng thắng. Nàng giang tay bất đắc dĩ: Đã như vậy chúng ta cũng không vội rời đi, trước tiên ở lại đây một ngày, tìm ra gia của Bồng Vũ. Đến lúc đó tất cả chúng ta cùng rời khỏi Man Hoang Cổ Ngục. Ba người vừa định xoay người thì bên Hồng Quân Tháp chấn động. Một vệt tử quang từ Hồng Quân Tháp bắn tung ra đánh thẳng vào kết giới. Tiểu Thất híp mắt nhìn một màn này, cảm nhận được ở trong tử quang kia khí tức âm lãnh. Lập tức Tiểu Thất phân phó cho kỹ nữ bảo vệ Bồng Vũ, rồi bản thân mình phóng lên cao. Bao bọc tử quang là một đạo thân ảnh, mà đạo thân ảnh này toàn thân vây quanh hỗn độn ma khí. Đạo thân ảnh này là bị Hồng Quân Tháp hút vào. Giờ phút này hắn đang giãy giụa, tử quang trói buộc, hỗn độn ma khí ở trên người cũng bộc phát. Ngay khi Tiểu Thất chuẩn bị xuất thủ, có ba vệt hồng quang nổ bắn tới. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, quét liếc mắt nhìn ba bóng người. Không ngoài dự liệu mà nói, bọn họ chính là người điều khiển tứ đại thế lực ở Lạc Thiên Thành. Tại sao lại không phải là bốn người mà là ba người? Như vậy người quanh quẩn hỗn độn ma khí trong người này là ai? Không phải là người còn lại thứ tư đấy chứ? Hết chương 830. Hết tập 128. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.